Dạ em chào mọi người nha. Hôm nay bên em đi xem một lô bột nhựa và một lô xích xong một inox luôn. Mọi người thấy nhiều không? Đó. Có được mấy cái bột inox mà nó bị hư, còn mấy bột nhựa thì nó còn nguyên. Rồi, mình cần sử dụng bồn inox 5.000 lít nhựa đứng của Sơn Hà thì vui lòng liên hệ với em ha. Hiện tại cái lô này em đang coi là 10 cái luôn đó. Mình cần thì mình liên lạc theo số điện thoại 0939636360. Số này có Zalo để mình liên hệ trực tiếp ha. Bồn nhựa Sơn Hà thì nó cao được khoảng 1m84, ngang được 2m hoặc 2m2 gì đấy thôi. Cái bồn này nó làm đường kính rộng ra vậy nó thấp. Mấy clip trước của em nói cái bồn ngang có 1m75 hoặc 1m6 thì nó cao được khoảng 2m3, 2m2 hoặc 2m1 mấy phân gì đó. Còn cái bồn này thì nó đường kính rộng. Đường kính nó cỡ, xem nào, đếm bồn này 1, 2, 3, 4, 5, 6. Được 6 hàng gạch, 6, 2, 12, 6, 5, 30. Nó cũng cỡ hơn, em cũng không biết là mét mấy nữa, cỡ mét 8, mét 9 rồi. Rồi em chào mọi người.